Tin quân sự 2 tháng 12 Chuyên gia Nga có thể cuốn chơi lực lượng vũ trang NATO Tướng Nga bị nổ tung bởi mìn Nga do hành động bị cáo buộc là rút lui vô nghĩa Ông Putin kêu gọi phụ nữ Nga sinh 8 đứa con hoặc nhiều hơn sau khi dân số giảm 550.000 người trong năm đầu tiên của cuộc chiến Quý vị đang theo dõi tin quân sự ngày 2 tháng 12 của DKN sau đây là nội dung bản tin. Kính mời quý vị cùng thưởng thức trà du long của Tâm Xuân. Trà có vị chát bùi đậm sâu nước trong và thơm. Trà sạch Thái Nguyên được trồng trên những vạt đồi đã được cải tạo đất, bảo đảm an lành và đậm đà hương vị. Quý vị đặt mua qua số điện thoại 0945 689 573 khi cập gian hàng tại địa chỉ dkn.tv gạch tra1 hoặc quét mã QR. Xin trân trọng cảm ơn. Các chuyên gia và cả tướng Đức cũng cho rằng NATO có thể không thể thắng trận đầu tiên trước Nga nếu cuộc chiến nổ ra ở phía đông châu Âu. Một nhà nghiên cứu quân sự hàng đầu đã cảnh báo các lực lượng vũ trang châu Âu rằng họ chưa chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh với Nga và có nguy cơ bị sức mạnh của ông Putin cuốn trôi. Giáo sư lịch sử và quân sự tại Đại học Bosnien, Schinken này cho biết có thể phải mất hơn một thập niên giữa nước Đức mới sẵn sàng cho chiến tranh. Nhận định này xuất hiện khi một số tướng Đức cho rằng NATO có thể sẽ không thể giành chiến thắng trong trận chiến đầu tiên trong cuộc chiến phòng thủ ở sườn phía đông. Họ cho biết sẽ gặp khó khăn để vận chuyển đủ số lượng binh sĩ và trang thiết bị đến tiền tuyến một cách nhanh chóng. Giáo sư Nigel phát biểu tại Hội nghị An ninh Berlin rằng chúng ta cần thêm tiền, chúng ta cần thêm nhân sự và có những giới hạn trong chính trị. Trong khi đó có ý kiến tại hội nghị rằng ý tưởng thành lập một quân đội châu Âu là không còn gì để bàn cãi và Đức là quốc gia đảm nhận vị trí dẫn đầu trong việc bảo vệ châu Âu. Giáo sư Naylor nói, chúng tôi không thể loại trừ khả năng lực lượng vũ trang Đức sẽ phải chiến đấu và họ chưa sẵn sàng nên họ thậm chí sẽ hy sinh khi chưa kịp làm được gì. Giáo sư Naylor cho biết thêm, chúng ta sẽ phải giải thích cho các bậc cha mẹ vì sao những người lính không hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, ngoài việc chỉ có thể hy sinh một cách anh dũng trong chiến tranh. Giáo sư Naylor chỉ ra rằng số lượng quân đội Đức đang suy giảm và thiếu ít nhất 30.000 so với sức mạnh mục tiêu 203.000. Ông nói thêm đất nước này cần thêm 60.000 quân dự bị ngoài con số 34.000 hiện có. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius đã kêu gọi nước Đức chuyển sang trạng thái có khả năng chiến tranh và thuật ngữ này tỏ ra mang tính nhạy cảm ở Đức, nơi 71% cử tri phản đối mục tiêu mới của nhà nước là đảm nhận vai trò lãnh đạo trong việc bảo vệ châu Âu. Giáo sư Nezer nói thêm rằng các nhân vật cấp cao trong NATO ngày càng bi quan về cơ hội giành lại lãnh thổ quan trọng của Ukraine từ tay Nga. Điều này xuất hiện sau thất bại của cuộc phản công vào mùa hè và đang dự tính kế hoạch để những vùng đất chưa bị chiếm đóng của đất nước được kết nạp vào liên minh. Một tướng quân đội của ông Putin đã thiệt mạng do một quả mìn phát nổ của Nga, theo báo cáo do Daily Mail trích dẫn. Thiếu tướng Vladimir Zavarsky, 45 tuổi, là phó tư lệnh quân đoàn 14 của Nga. Kênh Telegram thân Nga vsk OGBU đưa tin ông thiệt mạng do một vụ nổ mìn ở khu vực hậu phương, chứ không phải do đụng độ quân sự với kẻ thù ở tiền tuyến. Báo cáo nói rằng vụ việc xảy ra trong quá trình tái khai triển vô nghĩa nhóm của ông sau khi rút lui khỏi tiền tuyến. Cách này cáo buộc các lực lượng vũ trang Nga đang cố gắng che đậy hoàn cảnh về cái chết của ông và đổ lỗi cho một cuộc tấn công bằng pháo binh của Ukraine. Một cuộc điều tra về cái chết của vị tướng này đang xem xét Liệu quả min có được đặt bởi một đơn vị khác của Nga để đề phòng các nhóm đột kích của kẻ thù hay không? Zavatsky, ông bố của hai con, được cho là tướng Nga thứ 12 thiệt mạng trong cuộc chiến kéo dài 22 tháng. Mặc dù Ukraine cho biết 16 vị tướng lĩnh của ông Putin đã thiệt mạng, trong khi Nga chỉ thừa nhận 6 người. Một số báo cáo cho rằng nhà lãnh đạo quân đội đã chết ở vùng Kherson bị chiếm đóng của Ukraine. Cái chết của ông chưa được Bộ Quốc phòng Nga công bố chính thức, nhưng họ hiếm khi đưa tin về những tổn thất cấp cao. Tuy nhiên, nó đã được công bố công khai bởi Tổ chức Công cộng Liên Khu vực của Nga dành cho sinh viên tốt nghiệp trường chỉ huy quân sự cấp cao Điện Kremlin ở Moscow mà ông đã theo học. Những kênh Telegram của Nga cũng thông báo về sự mất mát này. Năm 2022, ông Zavatsky đã chỉ huy sư đoàn Taman và trong cuộc phản công của Ukraine ở khu vực Kharkiv ông Putin đã kêu gọi phụ nữ nga sinh 8 đứa con hoặc thậm chí nhiều hơn sau khi dân số nước này được cho là đã giảm 550.000 người trong năm đầu tiên ông đưa quân tham gia cuộc chiến ở Ukraine. Tờ Daily Mail cho rằng ông Putin đang yêu cầu phụ nữ nga sinh 7, 8 đứa con trở lên để ngăn chặn tình trạng suy giảm dân số, với cảnh báo rằng không thể giải quyết các vấn đề nhân khẩu học thảm cấp của nga bằng nhiều tiền, phúc lợi và thanh toán xã hội. Ông kêu gọi người dân sinh nhiều con hơn khi phát biểu qua liên kết video tại Hội đồng Nhân dân Thế giới Nga hôm thứ Ba. Ông nói, nhiều người dân chúng ta duy trì truyền thống gia đình, nơi có 4-5 đứa con trở lên được nuôi dạy. Hãy nhớ lại rằng trong các gia đình Nga, bà và ba cố của chúng ta có cả 7 và tám người con. Chúng ta hãy bảo tồn và phục hồi những truyền thống này. Ông nói tiếp, có nhiều con, một gia đình đông con phải trở thành một chuẩn mực, một lối sống của tất cả các dân tộc Nga. Gia đình không chỉ là nền tảng của nhà nước và xã hội, nó còn là một hiện tượng tinh thần, là nguồn gốc của đạo đức. Bản thân ông Putin được cho là có ít nhất 6 người con, với ba bạn đời, dù ông chỉ công khai thừa nhận có hai con gái. Nhiều người đổ lỗi cho cuộc chiến của ông ở Ukraine đã khiến tỷ lệ sinh giảm mạnh và tỷ lệ tử vong tăng cao làm tổn hại đến uy tín của ông trước cuộc bầu cử vào tháng 3 năm 2024. Dân số Nga được cho là đã giảm khoảng 550.000 người trong năm đầu tiên. Ông tiến hành cuộc sơ lược, với nhiều người không muốn lập gia đình trong bối cảnh kinh tế bất ổn và xung đột. Ông Putin đang đòi hỏi một sự thay đổi lớn trong thái độ của người dân Nga khi các bậc cha mẹ hiện chỉ sinh ra trung bình 1,42 đứa con. Nga đã phải chịu đựng sự sụt giảm đáng kinh ngạc về tỷ lệ sinh kể từ trước khi Liên Xô sụp đổ. Các nhà nhân khẩu học cho rằng nền kinh tế đang suy thoái và các quy định phá thai nghiêm ngặt là những yếu tố cản trở những người làm cha mẹ tương lai. Tuổi thọ người dân Nga hầu như không tăng kể từ năm 1991, chỉ đạt 71,34 tuổi vào năm 2020. Xung đột ở Trung Á và Ukraine cũng không giúp ích được gì cho điều này, cũng như vấn đề uống rượu lan rộng. Theo kỹ Kanizhi vì hòa bình quốc tế, một số lý do khách quan dẫn đến các vấn đề nhân cầu học của Nga phản ánh động lực lịch sử bao gồm số lượng phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ đang giảm và độ tuổi trung bình mà phụ nữ sinh con đang tăng đều đặn ở các thành thị hiện đại hóa nơi dân số được giáo dục tốt. Tổ chức nghiên cứu này cũng lưu ý rằng đại dịch Covid-19 và cái gọi là hoạt động quân sự đặc biệt của Nga-Ukraine đã tạo ra bối cảnh cực kỳ bất ổn về tương lai. Điều này đã thay đổi kế hoạch hóa gia đình một cách có thể dự đoán được một số người quyết định không sinh con hoặc trì hoãn việc lập gia đình hoặc chỉ sinh thêm khi con họ đã ổn định hơn về mặt tâm lý và tài chính. Một báo cáo năm 2023 nhận xét rõ ràng, việc quân sự hóa cuộc sống ở Nga cũng không khuyến khích mọi người chào đón thêm thành viên vào gia đình của họ, ngại trừ những người coi nhiệm vụ của họ là cung cấp bia đỡ đạn cho quê hương và cho các cuộc chiến trong tương lai. Bản thân Tổng thống Nga, 71 tuổi, được biết đến là có hai con gái với người vợ đầu tiên, Lyudmila Putina, 65 tuổi, cựu đệ nhất phu nhân Nga. Con gái đầu của ông Putin là Maria Voronsova, 38 tuổi, nhà di truyền học và chuyên gia về bệnh lùn, là nhà nghiên cứu hàng đầu tại Trung tâm Nghiên cứu Y học Quốc gia về nội tiết của Bộ Y tế Nga. Ông cũng là cha của Katerina Tekhonova, 37 tuổi, một vũ công chuyển sang làm toán học, hiện là tầm giám đốc Quỹ Phát triển Trí tuệ Quốc gia ở Nga. Luisa Rozova, 20 tuổi, còn được gọi là Elisabete Krivonozik, là một trong những người con khác của ông Putin, được cho là sinh viên ở Paris, cô được sinh ra sau khi ông Putin có mối quan hệ hôn nhân lâu dài với người dọn dẹp, mà sau này trở thành triệu phú, Sevas Lana 48 tuổi theo nhà báo điều tra Nga. Đồng thời, nhiều báo cáo cho rằng ông Putin có ba đứa con nhỏ với người bạn đời hiện là Alina Kabaeva, 40 tuổi, một cựu vận động viên thể dục nhịp điệu từng đoạt huy chương vàng Olympic. Cũng có suy đoán chưa được xác nhận rằng ông có một đứa con trai khi đóng quân ở Đông Đức với tư cách là điệp viên KGB của Liên Xô. Nhưng ông Putin từ chối tiết lộ chi tiết về cuộc sống riêng tư của mình cho người Nga, mặc dù đã hướng dẫn mọi người về việc họ nên sinh bao nhiêu con. Daily Mail dẫn lời ông Putin từng nói, tôi có cuộc sống riêng tư và không cho phép can thiệp, nó phải được tôn trọng. Ông lấy làm tiếc về những kẻ thích trọ mũi vào mọi chuyện và có tưởng tượng kiêu dâm, thích lảng vàng trong cuộc sống của người khác. Bản tin quân sự của DKN đến đây kết thúc. Quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông để nhận được thông báo về những bản tin mới nhất của chúng tôi. Chúng tôi cũng rất trân quý và mong chờ những đóng góp của quý vị với vai trò cộng tác viên thường xuyên hoặc không thường xuyên. Mọi đóng góp và nguyện vọng hợp tác xin gửi tới hòm thư dkn tv Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.